mình là một người có khá nhiều đồ make up. Cũng khá nhiều đấy. Ok, thực ra là mình có rất nhiều đồ make up. Vậy nên một ngày đẹp trời thì mình đã nghĩ là nếu mà bạn chưa bao giờ make up thì xem video của mình có bị choáng ngợp quá không ta? Vậy nên là đối với video thứ 5 lần này của mình, lần thứ 5 lần này của mình thì mình sẽ chỉ cho các bạn kiểu make up tông cao mùa hè siêu xinh này, chỉ sử dụng 5 sản phẩm thôi nhé. Dạo này thì mình rất nghiện màu cam và mình thậm chí còn sơn móng tay màu cam cam để cho hợp với cái video này nữa. Nếu mà các bạn muốn biết 5 sản phẩm đó là gì và mình sử dụng chúng ra sao thì hãy cùng xem video tiếp nhé. Cái bước đầu tiên của mình thì sẽ là bước trang khuyết điểm. Thì thường ngày ấy, khi mà mình make up ấy, thì mình sẽ không dùng kem nền đâu. Tại vì dùng kem nền khá là phức tạp. Mình nghĩ là chỉ cần kiểu che một chút khuyết điểm ở giữa mặt thôi là trông mặt đã bừng sáng lên rồi. Mình đang sử dụng một cái che khuyết điểm nó gọi là Self Setting Concealer. Thì cái này ấy, kiểu nó sẽ tự set trên da luôn, thì bạn không cần phải dùng phấn bột hoặc là dùng xịt fix để set. Vậy nên là nó rất là tiết kiệm thời gian và công sức của chúng mình, đúng không nào? Thường thì mình sẽ dùng cho khuyết điểm ở vùng thâm mắt một chút thôi, vùng quanh mũi này, vùng quanh miệng một chút, và phần trán vậy thôi. Trông hơi lố bịch đúng không? Nếu mà các bạn đã xem những cái video trước đấy của mình ấy thì cũng thấy là mình thích để che khuyết điểm nó khô lại trên mặt một chút. Tại vì là làm như thế độ che phủ nó sẽ cao hơn ấy. Cái này không áp dụng cho những cái che khuyết điểm mà độ che phủ đã cao sẵn rồi, hoặc là che khuyết điểm hơi bị dày và khô nhá. Như kiểu là cái che khuyết điểm The Same mà hồi trước mình thấy là rất nhiều bạn hay dùng chẳng hạn. Cái đấy nó thực sự rất là khô luôn, và nếu mà các bạn để nó khô lại trên mặt chỉ cần tầm nửa phút thôi ấy là nó sẽ rất là khó tán rồi. Mình thực sự không thích cái che khuyết điểm đấy một chút nào. Mình khuyên là các bạn nên sử dụng những che khuyết điểm mà nó lỏng nhẹ và tự nhiên hơn một chút nha. Trong lúc chờ che khuyết điểm khô thì mình sẽ kẻ mày. Và hôm nay thì mình dùng một cái loại chì kẻ mày đầu khá là nhỏ, là cái Precisely My Brows của Benefit mùa số 5. Tại vì cái này đầu nó nhỏ ấy, nên là mình vẽ lông mày rất là tự nhiên luôn. Và đầu tiên thì mình sẽ chải mày bằng cái chổi đằng sau của bút một chút. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu vẽ từ phần đuôi lông mày. Bạn chỉ cần vẽ một chút thôi và dùng cái chổi tán ra ấy, để trông cho nó tự nhiên. Mình thấy cái bước kẻ mày là một cái bước rất là quan trọng. Tại vì là cái lông mày nó giúp làm định hình khuôn mặt mình và làm khuôn mặt của mình nó sắc nét hơn ấy. Nhưng mà nếu mà bạn đã có lông mày rồi ấy thì mình nghĩ là skip cái bước này cũng được. Và bạn chỉ cần tế top một chút lông mày và dùng mascara lông mày thôi, vậy là đã xinh xắn lắm rồi. Nhưng mà tại vì là mình không có lông mày thì nên là mình phải vẽ lên. Nên là nếu mà bạn ít lông ít tóc như mình thì nhớ là phải vẽ lông mày nhá. Ok, và khi mà đã xong cái phần lông mày thì mình sẽ tán che khuyết điểm ra nha. Các bạn hoàn toàn có thể dùng ngón tay được, nhưng mà mình thì thấy là mút khá nhanh hơn, nên là hôm nay mình sẽ dùng mút trang điểm. Như các bạn có thể thấy thì hôm nay mình không hề che những cái vết thâm mụn. Tại vì là khi mà make up nhanh gọn nhẹ hàng ngày ấy thì che những vết thâm mụn thực sự mất rất nhiều thời gian luôn. Vậy nên thường mình sẽ skip cái bước đấy. Và mình thì cũng không có vấn đề gì với việc là người khác sẽ nhìn thấy thâm mụn của mình cả. Tại vì là cái việc mà mặt mình có khuyết điểm ấy là một việc rất là bình thường, đúng không? Tại vì mình là da của người bình thường mà, đâu có phải là da đã được Photoshop và chỉnh sửa kỹ càng ở trên tạp chí đâu. Và mình nghĩ là có một chút thâm mụn ấy thì nó sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn đối với người đối diện. Nên là các bạn đừng tự ti quá về những cái khuyết điểm trên mặt nha. Sau khi đã tán với mút thì mình sẽ dùng ngón tay để dặm lại tất cả mọi thứ, để đảm bảo là những cái sản phẩm mà mình đã đánh lên mặt ấy nó sẽ kiểu tan vào da của mình và nó sẽ kiểu tự nhiên nhất có thể.
Và sau bước che khuyết điểm và kẻ lông mày sẽ là cái bước mà mình thích nhất, là đánh má hồng. Và ở đây thì mình sẽ dùng má hồng kem. Tại vì mình thấy ở trên mặt mẫu ấy, thì nếu mà các bạn tán má hồng kem thì trông nó sẽ rất là tự nhiên và nó cũng dễ dàng hơn là dùng má hồng phấn rất nhiều. Và hôm nay thì mình sử dụng cái má hồng Cloud Pink này của Glossier. Nó là một cái màu rất là trung tính nên là nó hợp với tất cả các kiểu make up luôn. Nên là nếu mà các bạn đang tìm má hồng kem thì mình rất là khuyên mua cái loại này nha. Và mình sẽ bơm một chút ra tay như thế này. Và mình sẽ đánh lên má của mình và bầu mắt nữa. Cái màu cam này siêu xinh luôn đấy. Mọi người hoàn toàn có thể dùng son làm má hồng được. Nhưng mà thực sự ấy, thì khi mà các bạn đã mua má hồng kem rồi ấy, các bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt rõ rệt giữa má hồng và son luôn đấy. Tại vì son thì nó khá là đặc, vậy nên là tán thì mình phải tán rất là nhanh, không thì nó sẽ thành một cục ở đây này, trông rất là khó tán luôn. Còn cái này ấy, thì cái kết cấu nó lỏng hơn son rất là nhiều, vậy nên là tán rất là dễ và mình cũng có nhiều thời gian để chỉnh sửa nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn dùng son làm má hồng ấy thì nên chọn những cái dòng son thỏi hoặc là son dạng mousse, dạng velvet thì tán trên da nó dễ hơn rất là nhiều so với những cái son như kiểu Camly hoặc là son tint đặc. Kiểu đánh cái màu mắt nhạt như này ấy, trông cảm giác như là mình rất là fresh, kiểu như mặt nó không bị nặng nề quá. Các bạn không nhất thiết phải mua cái loại này đâu nhá, tại vì là trên thị trường cũng khá nhiều loại dupe. Mình thấy là những cái brand Rose Shop của Hàn ấy, nó làm má hồng kem cũng rất là đỉnh, như kiểu Innisfree hay là Apu ấy. Các bạn cũng có thể tham khảo những brand đấy nhá. Và bước thứ tư mà mình sẽ làm ở đây là son. Thì cái phần này mình sẽ không nói nhiều lắm, tại vì là mỗi người sẽ có sở thích và nhu cầu riêng đối với son của mình. Và mình nghĩ là nếu mà bạn đang xem video này thì chắc chắn bạn cũng sẽ sở hữu ít nhất là một thỏi son rồi, đúng không? Đúng không? Thì như các bạn cũng biết là dạo này mình rất đam mê màu cam, vậy nên là hôm nay mình sẽ đánh một cái son màu cam nha. Cái màu cam này rất là đẹp luôn, và tại vì nó là cái dạng tin lì ấy thì nó bám trên môi của các bạn rất là lâu. Và như ngày hè nóng nực hoặc là các bạn đi ăn đồ dầu mỡ nhiều ấy, sợ là son nó sẽ bị trôi đi ấy, thì cái này nó vẫn sẽ để lại một cái lớp tin mỏng ở trên môi bạn sau khi đã ăn uống. Nó không để lại cái lớp tin hồng hồng như kiểu những cái son tin của Hàn đâu, mà nó sẽ để lại đúng cái màu cam này luôn. Rất là yêu cái son này. Và đầu tiên thì mình sẽ đánh một cái lớp mỏng ở trên môi bằng cọ trước. Và sau đấy thì mình sẽ đánh lớp thứ hai ở trong lòng môi để tạo hiệu ứng ombre. Ok, vậy là chúng mình đã đến bước cuối cùng rồi, siêu nhanh đúng không? Và bước này thì sẽ là bước chuốt mascara. Và trước khi chuốt mascara thì mình sẽ kẹp mi cho thật cong trước nha. Kiểu mắt à. Sau khi đã kẹp mi thì mình sẽ dùng một loại mascara nó rất là tự nhiên. Loại mascara này thì nó sẽ có đầu rất là nhỏ. Và các bạn nhớ là những cái loại mascara đầu nhỏ như thế này ấy thì nó sẽ cho mình một cái hiệu ứng rất là tự nhiên. Còn những cái loại mascara mà đầu nó kiểu to và tròn hơn ấy thì những cái đấy nó sẽ kiểu làm dày mi của mình. Thì mình cũng thử những cái loại đấy rồi nhưng mà nó làm mi của mình rất là cộm và kiểu cái lúc mà nhắm mắt ấy thì cảm giác mi rất là nặng luôn. Vậy nên là mình rất thích những cái mascara tự nhiên như thế này. Những cái mascara này ấy thì nó chỉ có tác dụng là kiểu làm mi của bạn nó đen đen một tí thôi, kiểu nó sẽ tint cái mi của mình ấy. Nhưng mà mình rất thích cái kiểu hiệu ứng tự nhiên mà nó mang lại, tại vì là cái lúc mà bạn chớp mắt ấy, cảm giác ở mi nó kiểu đu đưa. Vậy là xong cả hai bên rồi đấy. Và mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Mình thường thì sẽ không chuốt mi dưới đâu, tại vì là nếu mà mình make up cả ngày ấy thì cái phần mi dưới chắc chắn là nó sẽ bị lem ra và trông nó đen đen ở phần dưới này, trông rất là xấu luôn. Mình sẽ tạt tóc xuống. Tóc mái của mình đang dài ra như này ấy, các bạn nghĩ là mình có nên cắt mái không hay là mình nên nuôi dài ra? Hãy comment ở bên dưới để cho mình biết nhá. Ok, vậy là đã xong make up. Ok, vậy là xong cái make up look ngày hôm nay rồi, mọi người thấy thế nào? Rất là đơn giản đúng không? Chỉ có 5 sản phẩm thôi mà chúng mình cũng đã trông rất là khác biệt và xinh xắn hơn rồi. Nên là mình mong là nếu mà các bạn mới bắt đầu ấy thì đây sẽ là những cái gợi ý có ích cho các bạn. Từ từ nha. Thì 5 sản phẩm mà mình đã gợi ý ấy là những cái sản phẩm mà mình nghĩ rất cần thiết cho bản thân mình.
Nhưng mà tùy vào nhu cầu sử dụng cũng như là sở thích của mỗi người thì các bạn có thể thay đổi những cái sản phẩm này hoặc là thay đổi những cái bước này thì theo ý của các bạn. Make up đối với mình thì nó rất là vui ấy. Vậy nên là mình mong là đây sẽ là một cái gợi ý giúp cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn với việc make up. Và sau đấy thì có thể thử nghiệm với những cái bước khó hơn như kiểu là đánh nền hoặc là đánh mắt chẳng hạn. Và bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Bye bye.